Thưa quý thính giả, ánh sáng chân lý chiếu tới đầu thì độc tài độc đảng tan rã tới đó. Sự triệt tiêu tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ theo quy luật này. Trong tiết mục Đất nước đứng lên hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Cánh dù lộng gió với tựa đề Sự thật là tử huyệt của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được Hướng Dương trình bày để tiếp nối chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay. Từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đến giờ, chuyện dối trá, bị bợm, bưng bít là sở trường ruột của họ. Bệnh này đã thành căn bệnh mãn tính, không có thuốc nào trị dứt điểm được. Nó đã thành khối u ác tính, gọi đúng tên là ung thư di căn giai đoạn cuối. Khối u đã tới giai đoạn cuối, nó sẽ tự bể ra và nó sẽ giết chết những kẻ bị mắc khối u ác tính đó. Cộng sản Việt Nam cũng thế. Sau gần thế kỷ sống chung với căn bệnh quái ác này, đã đến lúc họ sẽ tự đào huyệt chôn chính họ khi căn bệnh ung thư di căn đã tới thời kỳ cuối. Đây là thời kỳ mà bất cứ chế độ nào, dù muốn hay không, cũng không thoát khỏi. Một khi đã lên đến tột đỉnh vinh quang, nghĩa là đã tận hưởng cái vinh quang giả tạo mà họ đã xây lên bằng chính xương máu, mồ hôi, nước mắt của những người dân vô tội, thời kỳ huy hoàng của họ cũng sẽ phải chấm dứt, như một người trèo lên tới ngọn cây, cuối cùng cũng phải tụt xuống. Không lẽ cứ lúc lắc trên ngọn cây, chờ cành cây trên ngọn gãy xuống mới chịu té xuống? Trước đây, Cộng sản Việt Nam độc tài, dùng báo đài trong nước làm công tác tuyên truyền, tự sướng cho chế độ, mọi nơi, mọi lúc đều ca ngợi, đều tâng bốc cái chế độ Cộng sản là quang vinh, là sáng suốt, đã dẫn dắt toàn dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, dẹp tan mọi âm mưu xâm lược của các đế quốc sừng sỏ nhất như Pháp, Nhật, Mỹ. Sau khi đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, như đảng đã tuyên truyền, thì chính đảng là người lãnh đạo sáng suốt, lại thu gom tất cả mồ hôi, nước mắt của nhân dân, đem qua gửi tại các ngân hàng ngoại quốc. Đảng đã đưa con em mình qua du học tại các nước tư bản dẫy chết, như Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, châu Âu khác. Hơn thế nữa, đảng còn sáng suốt hơn khi đội lên đầu kẻ thù truyền kiếp của cha ông ngày xưa, lúc nào cũng có mộng thôn tính lãnh thổ Việt Nam. Nhiều lần họ đã thất bại, nhưng chưa bao giờ họ từ bỏ ý định xâm lấn tổ quốc Việt Nam bằng những âm mưu cho dù 100 hay hàng ngàn năm sau. Cứ nhìn người sáng lập ra cái Đảng Cộng sản Việt Nam, thì biết vị thế của Việt Nam hiện tại đang ở chỗ nào. Từ một quốc gia có lịch sử ngàn năm chống Tàu, trăm năm chống Tây, cha ông ta đã anh dũng, hy sinh đánh đổi sinh mạng của chính mình để giữ yên bờ cõi, từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Đến giờ thì sao? Từ khi công hàm của Phạm Văn Đồng xác nhận hai quần đảo Hoàng Trường Sa thuộc về Trung Cộng, lúc đó Hồ Chí Minh là người đã chỉ đạo cho Phạm Văn Đồng ký cái công hàm này để lấy lòng phía Trung Cộng, và cũng để trả ơn cho Trung Cộng đã viện trợ vũ khí cho Cộng sản Việt Nam đánh Mỹ cứu nước, dâng cho Tàu như bây giờ. Cho tới nay, cái gen di truyền này vẫn còn tồn tại trong giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ vẫn nhớ câu nói là Trung Quốc với Việt Nam như môi với răng, môi hở thì răng lạnh. Bài học năm 1979 còn đó, khi môi hở thì răng rụng, chứ không phải là lạnh nữa. Bây giờ không còn môi hở răng lạnh, mà là ghi tạc trong đầu bằng 4 tốt 16 chữ vàng. Không còn phải là Hoàng Trường Sa nữa, mà là núi Lão Sơn, thác Bản Dốc, ải Nam Quan, các yếu điểm tiếp theo như Formosa Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Bô Xít Tây Nguyên, các nhà máy điện nguyên tử tại Ninh Thuận, Lee and Man miền Tây Nam Bộ. Họ đã để lộ bộ mặt thật của họ ra khi cướp đất, cướp nhà của người dân, đẩy họ trở thành những dân oan, đã đàn áp dã man những người bất đồng chính kiến, những người dám nói lên sự thật, đòi quyền con người, tự do, dân chủ cho quê hương. Chính họ đã nói một đường là một nẻo, cái gì cũng do dân, nhưng người dân chẳng có quyền tự quyết. Mọi cái nhất nhất phải theo chỉ đạo của đảng. Chính họ đã làm mất đi thể diện của một chế độ, hèn với giặc, ác với dân, thấy giặc thì khép nép, tay bắt mặt mừng. Còn người dân thì họ thẳng tay đàn áp hết sức man rợ, bằng cách cho công an giả dạng côn đồ, trà trộn để khủng bố tinh thần người dân yêu nước. Cái tử huyệt cuối cùng của họ
là nền kinh tế kiệt quệ, chỉ biết dựa vào tàu cộng, bằng cách mở cửa tự do cho khách du lịch tàu, hàng hóa tàu ùn ùn kéo vào Việt Nam với mức thuế không đồng. Họ dẫn giặc vào nhà, phá nát nền kinh tế trong nước, gieo nỗi khốn khổ cho các nhà máy trong nước và những người nông dân, khi bị tàu cộng đánh lừa, kêu phá lúa, phá cây trồng, để cấy những thứ chúng ra giá thật cao. Nhưng khi thu mua thì chúng báo lại là không thu mua nữa. Thế là nông dân trắng tay như dưa hấu, dứa miền Tây, dừa Bến Tre, vân vân. Tất cả những sự thật được phơi bày trên Internet sẽ là tử huyệt từ từ chôn sống chế độ độc tài, thối nát, đã mang trong mình khối u ác tính, chỉ chờ bể ra là báo tử. Đài phát thanh Đáp lời sông núi. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9h30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kilo chu kỳ. Thính giả có thể nghe đài qua số điện thoại 1-712-832-7123. Đài phát thanh buổi đầu tiên ngày 15 tháng 5 năm 2011. Chi phí điều hành đài 15.000 Mỹ Kim một tháng do đồng hương khắp nơi đóng góp, ủng hộ tài chánh xin ghi Đáp lời sông núi và gửi về PO Box 612882 San Jose, California 95161 hoặc qua PayPal trong website radio đáp lời sông núi viết tắt .com. Đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức. Xin cảm ơn quý vị.